Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Anh làm lại chơi choáng thời điểm này đi ạ. Ok luôn, Nguyễn Phúc Thịnh nha. Ở thời điểm này chúng ta build choáng như thế nào thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em hết tất tần tật về tinh quái, thần thông, linh thú các kiểu con nà điểu luôn nha. Bên cạnh đó thì mình cũng chia sẻ luôn cho anh em là build choáng thì điểm mạnh là gì và điểm yếu là gì, bởi vì mình cũng đang chơi môn chơi choáng đấy. Thậm chí là mình còn all in vào choáng luôn anh em nhá. Hiện tại thì mình đang build choáng với chỉ số là 311%, nhưng mà choáng thì ghét nhất là môn phái gì? Thì đó là choáng ghét nhất là môn phái né, bởi vì nếu như kẻ địch mà né được một cái, chắc chắn là mình không thể nào mà đánh trúng được nó. Không đánh trúng được nó thì lấy đâu ra choáng mà đánh nó, đúng không? Nên vật cưỡi chúng ta lựa chọn cần thiết nhất đó chính là cái kháng né. Tiếp theo về linh thú thì mình khẳng định với anh em luôn, linh thú mạnh nhất dành cho môn phái choáng là chú tước, và em đồng hành thì cũng là chú tước luôn, tức là xài hai em chú tước luôn anh em nhá. Thì lý do là tại làm sao? Bởi vì cơ chế của em chú tước này, nếu như mà mình không gây choáng được kẻ địch ấy, thì nó cùi bắp lắm. Nhưng nếu như mà mình đánh thường mà đã gây choáng được kẻ địch rồi, đúng không? Thì sức sát thương của nó gây ra sẽ tăng lên là 288%, bình thường nó chỉ có 192% thôi anh em nhá. Và đồng thời là choáng kéo dài thêm một hiệp nữa thì rất nhiều trường hợp là kẻ địch cứ đứng im cho đến hẹo luôn. Nếu như em linh thú đồng hành của mình làm chú tước mà nó lại có thể kích hoạt trong cái lượt của nó nữa thì đúng là kẻ địch chỉ có đứng yên thôi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi khiêu chiến đấu pháp thử một trận để cho anh em xem cái cơ chế đánh choáng chú tước với cả chú tước kết hợp với nhau thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây có một bạn 2,64 ức à, còn bạn nào khác không? Toàn 2,6 thôi, đánh tạm bạn này đi. Rồi, không gây choáng nữa thì anh em có thể thấy được sức sát thương gây ra cùi bắp kinh khủng luôn. Ok này, choáng được không? Đấy, anh em thấy không? Đấy là trong trường hợp không gây choáng, nhưng gây choáng được thì anh em thấy đấy, sức sát thương phải gọi là ối dồi ôi luôn. Đấy là sự khác biệt. Thế cho nên bắt buộc chúng ta khi mà đã chơi choáng rồi thì phải chơi chú tước, và chú tước anh em nhá. Còn những dòng chỉ số ngon dành cho ông chú tước thì chúng ta nên build vào cường hóa linh thú này, nếu có choáng thì là ok này. Đồng thời mình thấy có một cái nữa là tăng công cũng khá là ngon, nhưng mình khuyên anh em là nên có một dòng suy yếu trị liệu, bởi vì rất nhiều trường hợp mình đi gặp môn phải né rồi nó có trị liệu cao thì ối dồi ôi luôn anh em ạ. Mai nó không thể nào mà thắng được nó ấy, cay vãi cả trường ra. Thế tiếp theo làm nào để chúng ta có thể là phát huy tối đa để cái sức mạnh của em chú tước này vào trận phát choáng được luôn? Đấy thì chúng ta lại phải liên quan đến em hoàng đế anh em ạ. Em hoàng đế này thì vào trận có cái khả năng gây choáng luôn, mà gây ra một lượng sát thương nhất định, 130% công đúng không, có thể kích hoạt choáng đó. Và mình thấy là càng cái chỉ số này của mình cao nha, đây này, cái chỉ số này nó tăng lên choáng của mình càng nhiều thì em hoàng đế cái tỷ lệ kích hoạt choáng trong trận chiến nó càng cao. Thế nó mới ảo ma Canada chứ. Và khi mà vào trận cái em hoàng đế mà nó kích hoạt phát vừa gây ra một lượng công nhất định kèm theo hiệu ứng choáng nữa thì cái tỷ lệ mà em chú tước của mình đánh con này cái nào hơn, sức sát thương gây ra cao hơn rồi đúng không? Vì nếu như trong trường hợp mà đánh thưởng của chúng ta và đánh trượt thì sao, không choáng được thì sao? Đấy, vẫn còn có em hoàng đế, bởi vì môn phái choáng này nó thiên về tấn công, thế cho nên là rất cần thiết là vào trận phát choáng luôn. Với em hoàng đế là một trong những em chấn phái của môn phái choáng bắt buộc chúng ta phải có nha. Tiếp theo nữa, một trong những em tinh quái cực kỳ dễ kiếm và phổ biến dành cho tất cả các môn phái là em sơn dã tinh. Em này thì khi HP lần đầu dưới 30% là hồi ngay rất nhiều HP. Đây là mình đã nâng cấp lên bắt cá level 4 là hồi được 32% HP, gần như là nửa cây máu luôn anh em ạ. Lúc đấy nó hồi lên phê lắm. Và thêm vào đấy nữa, một em tiểu long nữ. Em tiểu long nữ thì cũng như kiểu là em sơn dã tinh, phù hợp với tất cả mọi thể loại môn phái luôn. Bởi vì lần đầu dưới 35,5% HP cái là được giảm luôn 35% sát thương phải chịu thì quá ngon rồi còn gì nữa anh em. Tại sao trong phần tinh quái môn phái choáng lại rất cần em sơn dã tinh cũng như là em tiểu long nữ? Do là ở trong cái phần thần thông của mình ấy, riêng môn phái choáng yêu thuộc kiểu tấn công. Ở đây thì mình phải chơi cái tu la thân anh em nhé. Tu la thân là vào trận là trộm luôn 800 nhạy bén và 800 công cái địch, vào trận phát lấy ưu thế để đánh luôn. Có choáng thì kẻ địch đứng yên thì mình mới không bị chết sốc. Còn nếu như nó mà kẻ địch nó đánh trước thôi á, và với cơ chế của em ứng long anh em nha, nó cực kỳ hên xui ở chỗ kẻ địch mà đánh trước, ôi rồi lượm ơi luôn. Trong trường hợp mà kẻ địch tốc độ nhạy bén cao hơn mình đấy, ở trong này nó gọi là nhạy bén, thì nó sẽ được đánh trước và cái con ứng long này nó sẽ có cơ hội là đánh hai lần. Đấy là cái lý do mà ta cần phải có cái tu la thân là vì thế anh em nhá. Này mới gọi là cái tu la thân của mình thì mới có level 25 thôi, khi nào lên level 50 thì mình có thể có thêm được một cái ấn ký nữa. Thì ở đây mình thấy vẫn trang bị cái giảm sát thương cuối là ngon lành cành đào nhất đối với cái thần thông ở tầng cuối cùng này. Tiếp theo là cái giải thi pháp, bởi vì là môn phái choáng của chúng ta tinh quái thì không có phù tang để vào đấy rồi, bắt buộc là chúng ta phải có thêm cái giải thi pháp. Ở đây thì một là cường hóa thuộc tính kháng, còn một cái nữa là cái gì nhỉ? Cái này bỏ qua thuộc tính chiến đấu anh em nhá, một trong hai cái này đều được, cái nào mà nâng được phẩm nhiều hơn thì anh em trang bị vào, ok là hết. Đấy là tầng thứ hai này. Tầng thứ ba
bắt buộc chúng ta phải có cái chấn tâm chú anh em ạ. Cái này lại có thêm cái khả năng gây choáng nữa anh em nhá. Đấy, khi mà chúng ta phóng cái đạo pháp này, tức là cái thần thông ở tầng trên cùng này anh em này, đấy, vừa gây ra sát thương xong lại là có cái cơ hội khiến cho cái địch bị choáng nữa. Thì tạm thời mình chưa có cái thần thông nào xịn sáu con bò ở tầng 4 này, thì mình dùng tạm với tam muội hỏa này thôi. Chứ còn nếu được nha thì anh em phải dùng 72 phép biến hóa. Cái này là gây ra cực kỳ nhiều sát thương và lại hồi thêm yêu khí, giúp cho chúng ta có thể sử dụng được đạo pháp nhanh hơn. Và một phần nữa quan trọng không kém là trong phần huyết mạch thiên tiên thì anh em có thể điều chỉnh như sau nhá. Ở trong này thì anh em có thể dừng khi yêu lực huyết mạch tăng, hoặc là anh em bỏ tích cái này đi cũng được. Khi nào mà dừng nó ra cái chỉ số nhạy bén này thì anh em lấy này. Đấy, chỉ số nhạy bén này rất quan trọng với môn phái choáng anh em nhá. Khi mà có được chỉ số nhạy bén cao rồi thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái món nữa liên quan đến kháng né anh em. Ừ, nếu như mà bọn nó mà có cái chỉ số né cao là ối rồi, phết đấy, môn phái choáng này cực kỳ kỵ môn phái né luôn. Bực lắm. Còn tổ hợp huyết mạch thì chắc chắn là chúng ta phải chọn chu tước rồi, không cần phải nhiều về cái này nữa. Thế thì tổng kết lại, môn phái choáng có điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của môn phái choáng là cái khả năng tấn công được thì sẽ khiến cho kẻ địch đứng yên mà chờ hẹo thôi anh em ạ. Và cái thứ hai nữa là trong phần mạo hiểm này, chúng ta có thể đi vượt ải khá là dễ dàng đối với một số những cái ải mà cái chỉ số choáng à kháng choáng của nó thấp, thì mình đi vượt ải cao hơn lực chiến cứ phải gọi là easy luôn. Đấy là điểm mạnh. Nhưng điểm yếu, đối với pet đỏ thì anh em thể nhìn thấy mình đây, cá nhân mình đây, anh em thấy lực chiến bị thọt không? Quá thọt luôn. Bởi vì là nuôi pet đỏ thì chắc chắn là nông dân cày trách các kiểu không có nhiều tài nguyên sở hữu được những cái con pet đỏ sinh sáu con bò. Và nếu như anh em lại còn không có cái thẻ chọn đời nữa, thẻ chọn đời này anh em này, tức là chúng ta có cái đặc quyền là cứ reset 20 lần thì sẽ ra một cái con linh thú đỏ đúng không? Thế thì bây giờ nếu như mà không ra được chú tước thì anh em chơi những con pet khác thì thẻ với anh em luôn, chơi một vạch choáng bị kiểu không tới, nó không mạnh ấy, mình không thích như thế, chơi phải chơi tới luôn. Đấy, thành ra là lại bị thọt lực chiến, mà pet đỏ thì lại khó kiếm rồi. À, kiếm được một ít thì lại còn bị thọt lực chiến nữa. Thì anh em thấy đấy, nó sẽ bị thọt đi khá khá nha anh em. À, hiện tại anh em đều trên 3 ức hết rồi. Nhưng mình có 2,88 ức mà thôi. Tiếp theo liên quan đến cái thọt lực chiến nữa thì tất cả những cái trang bị của mình ở đây ấy, thì bởi vì là bắt buộc là phải có kháng né, nếu như mà để kẻ địch nó né được thì ôi dồi luôn. Thế thành ra là những cái trang bị ở đây anh em phải cài đặt là dừng khi, đây này cho anh em xem luôn, đây dừng khi choáng và kháng né, tức là vừa choáng vừa kháng né thì mình mới lấy. Tất cả những cái bộ trang bị của mình đây thì đều vừa choáng vừa kháng né, thì bây giờ cái chỉ số kháng né của mình mới lên được 289,7% đấy anh em ạ. À, anh em thấy khổ không? Cứ còn đã chơi choáng rồi mà anh em lại còn nâng vào theo cái yêu lực, cứ chạy theo yêu lực cứ tăng lên, nhưng mà chỉ số kháng né của anh em thấp thì đảm bảo anh em luôn được PK, không giờ ăn được một vài né gì đó. Hôm nay mình cũng chia sẻ tất tần tật cho anh em về môn phái choáng ở thời điểm hiện tại rồi, thì anh em có thể tham khảo thêm nhá. Nếu như anh em có ý kiến gì đóng góp có thể để lại comment ở bên dưới nha. Và nếu như anh em muốn mình làm về nội dung gì cũng để lại comment ở bên dưới luôn nhá. Với cả nhân tiện đây thì anh em nào mà yêu thích huyền thoại hải tặc đúng không, thì có thể qua kênh Link Andy Gaming, bởi vì kênh đó mình sẽ làm nguyên về huyền thoại hải tặc. Và nếu như sau này có game One Piece gì hay thì mình sẽ làm bên đó. Và tiếp theo mình có một kênh nữa là Link Andy Hành Trình AFK, tức là cái kênh này thì ngày 1/8 tới đây thì tựa game Hành Trình AFK ra mắt phiên bản global, nó hot vãi cả trường luôn. AFK Journey mình cũng đã theo dõi từ khá lâu rồi, thì mình cũng rất là tâm huyết với con game đấy. Nếu như anh em chơi tựa game Hành Trình AFK vào ngày 1/8 tới đây thì có thể qua kênh Link Andy Hành Trình AFK để mình có thể chia sẻ cho anh em một số những cái kinh nghiệm mà mình biết được. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau tạo cộng đồng chơi game cực kỳ nó online cái nào nhá. Ok, còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.